Đừng vội hỏi là quyển sách Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới này có giá bao nhiêu tiền và thật sự là khi đọc quyển sách này có hiệu quả hay không, có tác dụng hay không. Các bạn ơi, tôi đã rất là yêu quý các bạn, tôi đã rất là yêu quý chị em, biết sứ mệnh là trao giá trị cho cộng đồng để cùng nhau xây dựng nên một cộng đồng độc lập, tự do, tự tin, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. Nên hãy nhìn vào giá trị mà quyển sách đem lại, hãy nhìn vào những cái thông điệp mà khi chúng ta đọc, chúng ta thẩm thấu và chúng ta sẽ chuyển hóa, chúng ta biến ở con người mình trở thành con người yêu thương, một con người phục vụ khách hàng, một con người tự tin, một con người luôn có những suy nghĩ tích cực vui vẻ, một con người kiên trì và một con người tự học để hoàn thiện bản thân mình lên mỗi ngày. Thì điều này trân quý và quý giá hơn rất nhiều so với khoản tiền mà chúng ta phải bỏ ra để có thể sở hữu được quyển sách này. Cho nên hãy nhìn nhận có một cái mặt tích cực là khi chúng ta sở hữu quyển sách này, chúng ta sẽ trở thành con người khác đi. Wow, bạn Khánh của ngày mai đã tốt hơn rất nhiều. Wow, bạn Trâm Anh hiện tại rất khác so với 3 tháng trước đây. Mình thật sự không nhận ra bạn được nữa. Hoa hả? Sao bây giờ cho bạn tự tin đến bạn có quậy? Hình như có vẻ là bạn đang ăn lên làm ra phải không? Các bạn có muốn được nhận những lời khen như vậy hay không? Các bạn có muốn mình trở thành một người mà thu hút người khác? Bạn có muốn trở thành một người mà mọi người xung quanh yêu quý? Bạn có muốn trở thành một người để có thể bao bọc, giúp đỡ cho gia đình của mình, để có thể cống hiến cho cộng đồng và xã hội? Nếu muốn trở thành một người như vậy thì các bạn phải là một người có giá trị, phải là một người có nhiều tiền. Tiền không phải là mục đích cuối cùng trong cuộc đời của mình, nhưng tiền là phương tiện để chúng ta đạt được cái điều mà chúng ta mong muốn. Cho nên nhìn vào giá trị của quyển sách Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới đã đem lại thì nó lớn hơn rất là nhiều lần so với cái giá trị bằng tiền mà chúng ta bỏ ra. Nào là kiến thức thẩm thấu về tâm đầu của chúng ta, nào là tăng cho chúng ta cái sự tập trung, làm cho chúng ta thông minh hơn để chúng ta thực hiện tiền mà chúng ta mong muốn. Khi đã thẩm thấu chúng ta hành động thì chúng ta sẽ có được nhiều tiền hơn, đó là lớp thứ hai. Và khi đã có được nhiều tiền hơn thì chúng ta có thể phát triển được những quan hệ xung quanh, làm cho người yêu thương chúng ta nhiều hơn, chúng ta có thể cống hiến cho cộng đồng và xã hội. Đấy, các bạn biết không, nếu như thật sự có một khao khát để biến đổi bản thân mình, để có thể trở thành một người có nhiều tiền hơn thông qua công việc bán hàng, thì đây là một quyển sách không chỉ là cho các bạn có được công thức, có được thông điệp để các bạn chuyển hóa được bản thân của mình, mà nó còn phục vụ cho các bạn, giúp cho các bạn đạt được những cái nhu cầu cao hơn trong cuộc sống, là nhu cầu yêu thương kết nối khi các bạn có tiền, là nhu cầu cống hiến cho xã hội khi các bạn có tiền, là nhu cầu phát triển bản thân ở những cái khóa học, ở cái chương trình, ở những quyển sách khác nữa khi các bạn có tiền, là phương tiện để sở hữu nó. Đấy, các bạn thấy không, mình không giới thiệu, không quảng bá một cách là phóng đại, mà đây hoàn thành một quyển sách best seller được công ty First New, một trong những nhà xuất bản uy tín của Việt Nam nhiều năm nay. Các bạn nên sở hữu nó ngay bây giờ, ngay bây giờ. Điều gì tốt nhất, điều gì chúng ta muốn làm thì hãy làm ngay, sở hữu nó ngay. Liên hệ với tôi, liên hệ với cộng sự của tôi thông qua phần bình luận và thông qua phần mô tả. Tôi chắc chắn sẽ phục vụ các bạn tận tâm, chu đáo, tận tình để cùng nhau chúng ta xây dựng nên một cộng đồng phát triển, một cộng đồng thịnh vượng, một cộng đồng thành công, để cùng nhau thực hiện nên ước mơ của mọi người, cùng nhau xây đắp nên một cuộc sống tích cực. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Võ Thị Yến Quyên. Để không bỏ lỡ video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký ở giữa hình tròn, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên trái hoặc ở bên phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.